Đồ dốt, đừng ấn lung tung. Có thứ gì rơi xuống di tích thượng cổ ý nhỉ? Chúng ta phải đi bẩm báo với ảnh ma đại nhân ngay. Đã bảo cậu đừng có ấn linh tinh rồi mà. Cứ ấn 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 ấn. Nói cứ như cậu biết làm ý. Cậu có bằng lái tên lửa không? Tên kia đâu rồi? Chết chưa? Ôi, cái thân giả này của ta. Xin nữa thì đi rồi. Đây là đâu? Không biết nữa. Ôi, nguồn linh khí mạnh mẽ này. Chắc chắn đây là thế giới tu tiên rồi, ha ha ha. Tên này định chạy đi đâu? Quan tâm hắn làm gì? Trước hết phải làm rõ xem đây là đâu đã. Ảnh Nguyệt Lang. Tôi biết ở đâu rồi, linh ảnh tinh giới. Đợt trước bọn mình đi du lịch từng nhìn thấy. Nơi ảnh ma tộc cai quản. Ha ha, cứu tôi với. Cô em chân dài, chắc là Loli. Hai anh đẹp trai, cứu tôi với. Trai đẹp xin hãy giúp tôi. Cô hô cứu mạng thì hô cứu mạng. Con nói giọng dẹo làm gì? Tôi cũng không muốn. Tôi không nói dẹo thì hết khản cổ cũng không ai để ý. Chùa bánh bèo. Đa tạ hai vị công tử cứu giúp. Đám ảnh Nguyệt Lang kia đi kiếm mồi bên ngoài. Sắp về rồi, mau đi thôi. Lũ ảnh Nguyệt Lang đó đã chết rồi. Gì? Bị ai giết? Cái đó thì không biết. Đi thôi. Tôi là Lăng Tố Huyền, đệ tử của Vọng Nguyệt Tông. Hai vị công tử ở môn phái nào? Hội gia rẻ. Hội gia rẻ, sao tôi chưa nghe nói đến bao giờ? Một tổ chức thần bí. Có nói cô cũng không hiểu. Lăng sư muội, chúng ta đến cứu muội đây. Lý sư huynh, sư muội, hai người này là, hai vị này là ân nhân cứu mạng của muội. Nếu không có họ, muội đã sớm chết trong bấy huyết linh lang rồi. Chuyện dễ như trở bàn chân mà thôi. Là dễ như trở bàn tay, là trở bàn chân. Ngươi nói thế nào thì là thế đó. Ở di tích thượng cổ này, hai vị thấy cô sức yếu, chi bằng đi cùng chúng ta. Có người trợ giúp cũng tốt hơn. Di tích thượng cổ ư? Sao lại bay về di tích thượng cổ rồi? Thôi, đã đến đây rồi thì phải giết. Cũng không vấn đề gì. Hình như bên ngoài lại có người đến. Là người của Quỷ Mộ Tông. Các vị của Vọng Nguyệt Tông vẫn khỏe chứ? Được rồi, đừng nói nữa. Kẻ phản diện. Các ngươi định làm gì? Ngươi nói xem. Xâm La, các ngươi định châm ngòi cuộc chiến giữa Vọng Nguyệt Tông và Quỷ Mộ Tông sao? Châm ngòi cuộc chiến ư? Nếu các ngươi muốn nghĩ như vậy thì ta cũng đành chịu. Ôi, đi đến đâu cũng chém chém giết giết. Chẳng trách kẻ tên miệt bá kia muốn tiêu diệt một nửa sinh linh trung kỳ thần giới mạnh nhất, không có ý định ra tay. Cậu đoán xem bên nào sẽ thắng. Tôi bấm đốt ngón tay tính toán. Dự là lát nữa Vọng Nguyệt Tông sẽ bị đánh bại. Chết tiệt, là bùa phá không? Đi thôi, đi chơi kinh ở cảnh khác. Trưởng lão, ngài có sao không? Ngươi cũng thông minh phết, không cho ông ấy uống thuốc. Con ở đó mà lay với chả lắc. Ha ha ha. Đáng ghét, Quỷ Mộ Tông chưa xong với chúng ta chuyện này đâu. Ở đây cũng có người đến, chẳng lẽ lại sắp đánh nhau chăng? Thế thì Vọng Nguyệt Tông đen quá. Ai? Các vị Vọng Nguyệt Tông, chúng tôi là người của Vô Cực Môn. Không phải linh khí ở đây mạnh mẽ hơn trái đất sao? Sao toàn là tôm tép vậy? Các người đã gặp chuyện gì mà bị thương nặng như vậy? Là do đám khốn khiếp của Quỷ Linh Tông, tà ma ngoại đạo, cực kỳ ác độc. Lăng cô nương, lâu rồi không gặp. Gặp gì mà gặp, ai muốn gặp ngươi? Phải rồi, sao các ngươi lại có mặt ở đây? Lúc chúng ta đang bám theo một kẻ của ảnh ma tộc thì đi vào nơi này. Đậu xanh, chúng ta trúng bẫy của tên ảnh ma tộc đó rồi. Đừng nghe âm thanh ma quỷ này. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, vì chẳng mấy sẽ trở thành tế phẩm của tộc ảnh ma ta. Ngươi cố ý dụ bọn ta đến đây. Bây giờ mới biết, đã muộn rồi. Không ngờ còn có thu hoạch ngoài dự liệu, có thêm nhiều tế phẩm. Hứ? Các đệ tử phá trận cùng với ta. Đừng tốn thời gian nữa. Một khi trận pháp này khởi động thì không ai có thể phá nó. Hãy ngoan ngoãn trở thành tế phẩm của ảnh ma đại nhân đi. Cứu ta không muốn chết. Sư muội, đừng sợ, ta đến cứu muội đây. Sư huynh, huynh đừng trách muội, muội chỉ muốn được tiếp tục sống. Muội biết huynh thích muội, chắc hẳn huynh muốn sống tiếp, đúng không? Loại con gái biến thái này chính là tai họa.
thích phải loại biến thái này mất mạng như chơi. Dạy gái qua đến cuối cùng chẳng còn cái nhịp, còn mất luôn cả cái mạng của mình. Bất ngờ lắm đúng không? Hồ Hán Tam ta lại trở lại rồi. Cảnh giới bán tiên mạnh hơn tên ma thân của hư không thành kia chút xíu. Phong tiền bối ma thần tha cho ta, ta sẵn lòng thần phục ngài. Ha ha, thần phục ta ư? Ngươi mà cũng xứng sao? Vâng, vâng, tôi không xứng. Xin tiền bối thả tôi đi như một con cún. Vậy ngươi đi đi. Vái trưởng, thế cũng được sao? Chỉ cần tiền bối tha cho tôi nguyện ở lại hầu hạ tiền bối. Người phụ nữ này lại sắp sở trò rồi. Đa cái nư, muốn quyển du ta ư? Ngươi không phải gu của ông đây. Ta thích kiểu mặt mũi nhỏ nhắn trắng trẻo như ngươi hơn. Sở thích của đám ma tộc này có vấn đề à? Ông đây tuy đẹp trai, nhưng ông đây là trai thẳng đích thực đấy. Tiền bối có thể mở cửa giúp tôi không? Sao không nói sớm? Ngươi lật lọng. Sao nào, ngươi muốn đánh ta à? Cho dù tâm mạch của ta bị đốt cháy, ta cũng liều mạng với ngươi. Vô cực chi đạo, châu chở đá xe, không lượng sức mình. Chỉ còn lại hai ngươi, làm nam sủng của ta, ta có thể tha mạng cho các ngươi. Ngươi nói lại lần nữa, làm nam sủng của ta, ta có thể tha mạng cho các ngươi. Bà ngoại hắn, cái quái quỷ gì thế? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Bẩm ma thần đại nhân, vừa nay có hai tên cường giả của nhân tộc xông vào di tích, ma thần tiền nhiệm chết rồi. Ma thần tiền nhiệm của tộc ma ảnh, vì một trận đại chiến nên cơ thể mang bệnh suốt mà chết. Hàng trăm năm nay, hắn đọc vô số điển tích mới tìm được cách để hồi sinh ma thần tiền nhiệm. Tình hình này là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn không cho phép kế hoạch hồi sinh ma thần tiền nhiệm bị phá hoại. Gì cơ? Giải thích rõ cho ta. Ba người vội vã kể lại chuyện đã xảy ra ban nãy. Đáng chết, khốn kiếp. Mối thù giết cha, nếu không báo thì ta không phải ma thần của tộc ánh ma. Người đâu, in bức tranh này thành 1000 bản cho ta, đưa đến tay của từng người trong tộc. Chờ đã, người đem bức tranh này đến cho các võ giả của linh ảnh tinh giới. Thấy ai có thể giết được kẻ này, ta nhất định sẽ hậu tạ.